Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Thì cũng đã có rất nhiều cô chú anh chị em đã rất quen thuộc với cái bộ canxi bo GABA này này. Cái này chuyên dùng cho cây ăn trái. Nó sử dụng cho các loại cây lấy quả luôn nhé. Kể cả cây rau lấy quả đều sử dụng được này. Và cái này thì nó bây giờ thì em đang chuẩn bị gửi về Tiền Giang để làm việc với cây dừa. Cái số này, cái bộ này ấy, thì hồi ở Tiền Giang, ngoài Tiền Giang thì đã có ở Cà Mau cũng đã sử dụng cho dừa này, và dùng cho dừa, cho cây dưa, cây rau lấy quả đấy, cây cà, cây ớt này. Còn cây ăn trái thì hầu như các loại cây ăn trái như cam quýt, mít, bưởi, na, ổi, nó sẽ giúp cho lớn trái, mát bông, chống nứt và bóng đẹp trái này. Đấy. Cái số này sẽ đi về Tiền Giang để làm việc với cây dừa nhé. Cái bộ này thì nó đã làm việc với dừa ở Tiền Giang này, ở Cà Mau rồi nhé, từ 2-3 năm trước rồi. Và trong cái đơn này là có thêm cả cái chai canxi bo siêu đậm đặc này nữa. Cái này thì nó cũng sử dụng cho các loại cây ăn quả, cây lấy quả luôn nhé, kể cả cây công nghiệp, cây rau màu ngắn ngày, hoặc là cây ăn trái, cây cà chua, dưa, ớt đều sử dụng được. Thì nó hạn chế các hiện tượng như là bị nám trái, dị dạng trái này, giúp cho tăng khả năng đậu trái, ra hoa đậu, tăng khả năng đậu trái này, và ngăn ngừa bị khô hoa và khô trái non đấy. Một chai này thì nó pha được khoảng chừng là 400 lít nước này. Còn cái bộ này là một bộ, nếu như mà dừa mà mình còn nhỏ ấy, nó nhỏ bằng cái chuôi dao đổ xuống ấy, thì một bộ này các anh chị pha 500 lít. Còn lớn hơn đấy hết rồi ấy, nó bằng khoảng tầm cái chuôi dao hoặc bằng cái bát con trở lên hết rồi, thì một bộ này các anh chị pha khoảng tầm 400 lít nhé. Nhỏ thì pha 500 lít và lớn thì pha 400 lít nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.